Hôm qua, tại ấp Hòa Phú, Ủy ban Nhân dân xã Định Thành, huyện Thoại Sơn tổ chức lễ khánh thành cầu ông bà giáo nghiệp dược, cầu kênh 400. Cầu ông bà giáo nghiệp dược được xây dựng mới bằng bê tông cốt thép, chiều dài 17m, ngang 4,5m, tải trọng 8 tấn, chiều rộng thông xe 4m, với tổng kinh phí 400 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa. Dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Định Thành tặng giấy khen cho 7 cá nhân đã có nhiều thành tích đóng góp trong xây dựng cầu.